Kính chào tất cả cô bác anh chị đã quay trở lại với bản tin rất là mới và hot ngày hôm nay của mấy anh em mình nha. Thì có một cái thông tin bên lề rất là mới luôn mọi người. Vài ngày gần đây thì chắc có lẽ là cô bác anh chị chúng ta cũng đã nghe được những cái dự án phim, nghe loáng thoáng qua là chị ông Loan được mời đóng phim và những cái phim Tết nha. Đấy, nhưng mà chắc có lẽ là cô chú anh chị cũng chưa biết được chính xác là cái bộ phim này là do ai, do ai làm, ai là người đứng ra để mà mời Hồng Loan đấy. Thì ngày hôm nay giờ anh em tụi mình sẽ gửi tới cho tất cả cô bác anh chị những cái thông tin chính xác nhất liên quan tới những cái vai diễn mà chị Hồng Loan sắp tới đã được đóng phim nha. Dạ thì cũng nghe thông tin đâu là bộ phim này nó sẽ sắp được công chiếu vào Tết ta đó anh ha. Là khoảng hơn một tháng nữa thôi và sẽ kéo dài rất là nhiều tập, đó là những bộ phim ngắn đó, nhưng mà nó có nhiều tập. Thì trong bộ phim này chị Loan đảm nhận một cái vai, đó là một vai một con người nghèo khổ, nghèo khó cả nhà. Thì cái vai của chị Hồng Loan như thế nào thì cả nhà cũng sẽ được biết trong cái video hôm nay luôn. Và anh em cũng đang cập nhật một thông tin liên quan đến cái vai diễn của chị Hồng Loan. Và cả nhà có muốn nghe cái vai diễn của chị Hồng Loan không? Để mình nói luôn cho cả nhà cùng nghe. Thực ra thì mình tiết lộ sơ sơ thôi nha. Đấy, tại vì liên quan tới cái bản quyền của bộ phim mọi người. Đó thì đây là một cái bộ phim mà của anh Nguyên Vũ như cô chú chị đấy. Của anh Nguyên Vũ nha. Và được đầu tư rất là kỹ càng. Anh Nguyên Vũ đã dành cho chị Hồng Loan một vai diễn phải nói là cực kỳ là hay luôn. Nó gắn liền và nó giống với lại cái cuộc đời từ cái tuổi thơ bé nhỏ của Hồng Loan cho tới tận bây giờ luôn mọi người ha. Có luôn nha, có luôn những cái tình tiết này. Và đây là một cái ấp ủ của anh Nguyên Vũ, cũng giống như một món quà đặc biệt mà dành tặng cho cá nhân chị Hồng Loan. Sự đồng cảm của ca sĩ Nguyên Vũ nó đã cũng làm cho mọi người rất là xúc động khi mà những lần vừa qua không giữ được đám tang của cố nghệ sĩ, và sau này dành những phần quà tuy nó không lớn nhưng mà cũng đã góp phần cho chị Hồng Loan được cái sự vui vẻ, đúng không anh? Vui vẻ và những cái niềm vui khi mà được anh em cộng đồng nghệ sĩ luôn luôn ủng hộ và theo dõi. Và mới đây nhất đó là những cái chuyện liên quan đến truyền thông và cũng là liên quan đến chuyện ADN thì cũng đã ồn ào rồi. Và hôm nay chúng ta lại được nghe cái bộ phim về cuộc đời của chị Hồng Loan, nhưng mà chị Hồng Loan chỉ là một phân khúc nhỏ trong bộ phim này thôi nha cả nhà. Mà nói đây là thông tin rất là vui đấy mọi người. Đó, anh Nguyên Vũ là mình nghe được cái thông tin ngày hôm nay thì mình phải nói là không còn lời nào để mà có thể diễn tả hết được cái tấm chân tình đó, những cái phải nói là những cái ân nghĩa mà anh Nguyên Vũ dành tặng cho người em gái Hồng Loan. Mặc dù là một người dưng đấy mọi người ha, nhưng mà tình cảm nó quá chi là dạt dào. Qua như bao nhiêu là cái câu chuyện mà anh Nguyên Vũ đã làm cho chị Hồng Loan, mình xin nhắc lại. Ví dụ như là những số tài khoản đặc biệt này, rồi là những số điện thoại rất là dễ nhớ này. Sau đó là liên quan tới những cái mạng truyền thông, những cái kênh mà YouTube, rồi TikTok, Facebook. Đó, toàn liên quan đến những cái công việc mà kinh doanh buôn bán của chị Hồng Loan, nó giúp cho chị Hồng Loan rất là nhiều thứ mọi người. Đến như sự kiện gần đây nhất, đó chính là chị Hồng Loan đặt bút ký với lại bên BOBS đó, chính thức là một đối tác của bên một công ty truyền thông lớn. Và tới tận ngày hôm nay thì anh Nguyên Vũ lại dành cho chị Hồng Loan một vai diễn mà phải nói liên quan tới cái cuộc đời của chị, và sẽ được công chiếu trong thời gian gần đây nhất mọi người nha, từ gần Tết trở đi đó. Một bộ phim này là mình xin tiết lộ là nó là dạng phim ngắn đấy cô chú. Đó cô chú anh chị, những cái tin rất là vui mang đến tất cả những fan yêu mến chị Hồng Loan. Thì anh Nguyên Vũ là một nhân vật xuất hiện trễ trong cái drama này. Và trước đây thì có nhiều ý kiến từ phía bên kia, người ta nói là anh Nguyên Vũ là muốn bú phim này để gây sự nổi tiếng cho mình. Nhưng mà những việc làm của anh Nguyên Vũ thì cô chú anh chị thấy rồi, từ cái chuyện ảnh bảo vệ bản quyền hình ảnh của Hồng Loan, làm kênh YouTube, bây giờ mở thêm kênh TikTok, cũng như là trong cái dự án phim mới nhất của anh Nguyên Vũ là sẽ mời Hồng Loan đóng một cái vai, thì cái bộ phim này sẽ được lên sóng vào khoảng dịp Tết của chú anh chị. Còn riêng về cái bộ phim 30 tỷ của chị Phương Lê thì cũng đang lên kịch bản và sẽ bấm máy sau cái phiên tòa của chú anh chị. Đó là những cái thông tin cực kỳ vui, và mình nghĩ là rất nhiều khán giả mong chờ cái khoảnh khắc chị Hồng Loan sẽ một ngày nào đó sẽ lấn chân vào mảng điện ảnh nha cô chú anh chị. Không, thật ra là cái câu chuyện mà lấn chân vào showbiz thì cá nhân chị Hồng Loan là cũng không có muốn và cũng không sẵn sàng mọi người. Nhưng mà có cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ tiết lộ thêm cho cô chú anh chị biết được. Đó là cái thông tin về cái cảnh quay. Đó, về thì
cái cảnh quay á, thì đã được anh Nguyên Vũ lựa chọn rồi, nhưng mà tụi mình cũng không được tiết lộ bởi vì nó là bí mật. Nhưng mà mình hé lộ là cái căn nhà của chị Hồng Loan đó mọi người này. Đây là căn nhà của bố nghệ sĩ để lại cho chị Hồng Loan. Sẽ có những phân cảnh ở đây, sẽ có những phân cảnh nhỏ ở đây và được đưa lên phim luôn cô chú anh chị. Sẽ có những cái phân cảnh quay phim tại căn nhà số 5 Đào Thị Điểm tại đây luôn cô chú anh chị. Đúng rồi. Và em nghĩ là cái vai diễn này nó cũng sẽ liên quan đến một phần về cuộc đời, cái lúc mà thơ ấu của chị Hồng Loan nữa. Đó giống như là một cái món quà mà anh Nguyên Vũ gửi tặng cho chị Hồng Loan, đứa em gái của chú chị. Về cái thời gian quay cũng như là cái vị trí mình không dám tiết lộ, bởi vì nhiều khi mình sợ lúc đó là sẽ tập trung đông và nó gây ảnh hưởng tới những cái lịch tiến trình quay của anh Nguyên Vũ nha. Cho nên là anh em mình sẽ tạm giữ bí mật cô chú chị. Đây là cái thông tin bí mật nha cô chú, mấy anh em chỉ tiết lộ sơ một xíu thôi. Và trong thời gian tới đây, từ đây tới Tết thì chị Hồng Loan sẽ cùng với chị Ni cũng như là anh Linh Tý cũng sẽ bấm máy một số cái MV, những cái bài hát của cố nghệ sĩ. Trước đây thì cũng đã bị vấn đề bản quyền của chú anh chị. Bây giờ chị Hồng Loan sẽ quay những cái MV độc quyền mới, những ca khúc mà trước đây cố nghệ sĩ đã từng biểu diễn, cũng như là một cái món quà tri ân dành cho tất cả các của chú anh chị yêu mến chị Hồng Loan cũng như là yêu mến cố nghệ sĩ. Và chúng ta sẽ bất ngờ hơn khi những cái phân cảnh của chị Hồng Loan, thì nói về cuộc đời chị Hồng Loan thì tất nhiên là sẽ không có thoát được cái cảnh là vai những cô gái nhỏ. Thì chúng ta sẽ chờ những cô bé nhỏ đóng vai Hồng Loan ngày xưa là ai. Tất cả các ta chúng ta sẽ rất là quan tâm vấn đề này và chúng ta sẽ giữ bí mật cho đến phút giây được lên sóng rồi cả nhà. Những cái khoảnh khắc từ lúc mà Hồng Loan lúc 5-6 tuổi đến hơn 10 tuổi, rồi những lúc tới bây giờ, cảnh lớn thì chờ Hồng Loan đóng, nhưng mà những cái cảnh mà nhỏ, cảnh mà tuổi thơ đó em, thì sẽ là do ai đóng đây thì chúng ta sẽ giữ bí mật luôn cả nhà. Rất là hấp dẫn và ly kỳ. Và một cái điều quan trọng của cô chú anh chị là cái dự án của anh Nguyên Vũ ấy, mình cũng hé lộ luôn là nó không hề nhỏ đâu, nó khá lớn đấy mọi người. Thì kinh phí tạm thời là dự tính là rơi vào tầm trên dưới 20 tỷ với mọi người. Anh Nguyên Vũ đã không làm thì thôi, chứ anh Nguyên Vũ mà làm lớn luôn chứ không phải là làm lật xoạch nha mọi người. Đó, cái thông tin mà anh Nguyên Vũ mà mời chị Hồng Loan đóng phim là một cái nguồn tin mình nghĩ rất là đáng tin cậy nha cô chú anh chị. Đó, anh Nguyên Vũ mặc dù xuất hiện sau trong cái drama này, nhưng mà anh cũng là một người nắm những cái thông tin rất là quan trọng trong cái việc làm việc với bác sĩ Long, kết quả ADN cũng như là thân phận thật của chị Hồng Loan. Thì anh cũng như là chị Ni đã nắm tất cả, nhưng mà cũng chưa đến thời điểm để công bố chính thức thôi. Cô chú anh chị tiếp tục chờ đón những cái thông tin vui từ anh Nguyên Vũ, chị Ni cũng như là chị Hồng Loan nha. Đây phải nói là những thông tin rất là mới mà anh em tụi mình muốn gửi tới cho cô bác anh chị khán giả này. Và nó cũng là một món quà rất là đặc biệt mà anh Nguyên Vũ dành tặng cho em gái Hồng Loan nha mọi người. Thì nghe qua cái vụ việc ngày hôm nay của những anh em chia sẻ, thì trong lòng của mấy anh em ở đây cũng rất là vui mừng cho chị Hồng Loan. Trong một thời gian qua sóng gió gia đình của chị Hồng Loan cũng đang tạm thời yên ổn, cũng đang tạm thời thôi nha quý cô chú anh chị, bởi vì chuyện này thì cũng chưa có đâu vào đâu hết. Cho nên là cũng mong cho chị Hồng Loan mua mai bán đắt, làm ăn vào những cái vai diễn để gửi tới cho quý cô chú anh chị mình, giống như bác Năm có sĩ ưu tú Vũ Linh là để đời ha. Và quý cô chú anh chị mình gần xa ủng hộ cho chị Hồng Loan để cho chị có một cái động lực để tiếp bước về cái con đường và vững tin hơn để bước qua những cái trong thông báo bão tố sắp tới nha quý cô chú anh chị. Tại vì chuyện này cũng chưa có xong đâu vào đâu hết, thì những anh em đã chia sẻ tới cho quý cô chú anh chị mình về chị Hồng Loan sẽ vào những quay diễn như thế nào, thì những anh em chỉ cập nhật sơ thôi. Em xin tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha cô chú anh chị.